Gần 3 tháng nay, em Nguyễn Thị Thúy, sinh viên năm cuối khoa quản trị kinh doanh trường Đại học Hà Nội, chưa về quê do vẫn phải thực tập và thi tốt nghiệp. Trong thời gian Hà Nội giãn cách, Thúy không thể đi làm thêm. Em khắc phục khó khăn bằng cách không ăn sáng để tiết kiệm. Em có những cái công việc làm thêm ấy, thì dịch bệnh diễn ra thì hầu hết là sẽ phải nghỉ. Thế thì mà bọn em đang phải tự lập về cái vấn đề tài chính, thế nên rất là khó khăn. Để hỗ trợ các sinh viên đang mắc kẹt tại nhiều nơi, ký túc xá Mỹ Đình là địa điểm được Hội sinh viên thành phố đề nghị là nơi tiếp nhận tạm thời hàng nghìn sinh viên đang bị mắc kẹt, không có tiền thuê trọ để các em có chỗ ở trong thời gian giãn cách. Từ giai đoạn đầu tiên của chương trình tiếp sức sinh viên vừa qua Covid thì Hội sinh viên thành phố Hà Nội cũng đã hỗ trợ được cho 10.000 các bạn sinh viên khó khăn ở trên các địa bàn Hà Nội trong các ký túc xá và các khu nhà trọ. Để khắc phục phần nào khó khăn cho sinh viên đang mắc kẹt, trong những ngày giãn cách, Thành đoàn Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội đã tiếp sức đúng lúc, kịp thời cho các bạn trẻ. Những phần quà gồm các nhu yếu phẩm đủ cho mỗi sinh viên dùng trong vòng một tuần, mang theo thông điệp vững tin vượt qua Covid. Có thể giá trị về quà thì cũng không lớn, nhưng cái giá trị tinh thần để động viên kịp thời cho các em sinh viên là yên tâm ở lại Hà Nội trong thời gian thực hiện giãn cách thì là cái mục tiêu mà chương trình hướng đến, cũng là cái mục tiêu mà Thành đoàn Hội sinh viên thành phố mong muốn. Những suất quà được trao tới tay các bạn sinh viên tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả, động viên tinh thần sinh viên yên tâm học tập, khắc phục khó khăn vượt qua đại dịch, thể hiện tinh thần Hà Nội giãn cách nhưng không giãn lòng. Với những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có nhu cầu thì làm đơn đề nghị được hỗ trợ gửi cho tổ dân phố để tiếp tục được Thành đoàn Hà Nội tổ chức hỗ trợ cho tới khi Hà Nội hết giãn cách.